Chào mừng mọi người đến với cửa hàng xe máy Đức Kiên nha. Mọi người ơi, hôm nay cửa hàng lại livestream báo giá cho mọi người rồi đây. Mọi người muốn xem chi tiết con xe nào ấy, hãy để lại bình luận nhé. Em sẽ quay trực tiếp cho mọi người xem nhé. Hôm nay em lại live bên xe số rồi nha. Chào Phạm Bảo, chào Hồng Hào nha. Tất cả con xe của cửa hàng em đều được bớt lộc cho mọi người nhé. Hơn hết, cửa hàng có hỗ trợ trả góp và sang tên nhanh nhất cho mọi người nhé. Mọi người hãy đến với cửa hàng xe máy Đức Kiên tại 237, 289 và 238 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nhé, để xem trực tiếp và cảm nhận chiếc xe nha mọi người. Chào Xuân Dương. Sirius có xe 15 triệu nha em. Đây em ơi, cửa hàng đang có con xe màu cam rất là đẹp luôn. Đây nhá, con này là tầm 16 triệu 300. Em cứ lên cửa hàng xem xe nhé. Thảo Yamaha ơi, cửa hàng này hết xe XC 155 rồi nhé. Thì khi nào có xe cửa hàng sẽ lại livestream thì báo cho Thảo biết nhé. Cửa hàng đang có con Sirius FI nhé, 13 triệu 800, đời 2015 nhé, màu đỏ đen. Chào Huỳnh Thành Tiến, chào Đức Anh nha. Đây, mọi người muốn hỏi con xe nào thì cứ để lại bình luận nhé, em sẽ trả lời cho mọi người nhé. Hôm nay em lại live bên xe số nha. Thì mọi người muốn hỏi con xe số nào thì cứ bảo em sẽ live trực tiếp cho mọi người nhé. Chào Nguyễn Nhâm. Dram này, quay ở cửa hàng đều có nhé. Rider này, SH này. Cửa hàng em bên này có để một số con SH đấy. Chào Thông Lê nha, chào Nguyễn Bá Mừng nha. Xài à? Chào Nguyễn Nhâm nha. EH đời 2020 cửa hàng có rất nhiều nhé. Đổi thay ơi, bạn đến cửa hàng xem xe nhé. Em thấy anh comment mấy ngày rồi ấy. Đây, con xe XA 2010 cửa hàng vẫn còn đây ạ. Chào Vinh Giao nha. Đây, cửa hàng còn có một con xe X-Size đời 2020 màu đặc biệt nhé. Nguyễn Bá Mừng ơi, cửa hàng em xe Gem Thái của em, hàng em đang không có con nào á, chỉ có xem bìa thôi. Ok anh, đổi thay nhé. Chào anh lên ủng hộ cửa hàng em nha anh. Cửa hàng em đang có một con Ablet màu trắng đời 2020. Đây ạ. Xe ngày hôm qua mới ra luôn. AB này là bản 125 anh nhé, đời 2020. Giá xe là 36 triệu 300. Xe cực đẹp luôn. Anh ơi, anh qua 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương giúp em anh nhé. Anh đổi thay nha.
Vision list cửa hàng có rất nhiều nhá. Từ 28 triệu 600 là có Vision list rồi nha mọi người. Anh ơi, Nguyễn Nhâm ơi, xe X-Size 135 cửa hàng đang có một con nhá. Giá 3... Đây, em sẽ quay cho anh xem luôn nha. X-Size 135 giá 30 triệu 900. Xe đời 2015 nhá. Xe còn rất đẹp luôn, còn như mới luôn anh ơi. Quang Idol ơi, cửa hàng có Winner 150 xe cũ nha bạn. Từ 29 triệu 900 là mình đã có xe rồi nhá. Xe đi lướt chỉ đi khoảng mấy trăm cây thôi, xe còn như là mới tinh luôn. Đây nha, màu đỏ, màu đen nhám cửa hàng đều có hết nhá. Cửa hàng đang ra một con mới ra một con xe Winner màu xám bạc. Chào Trần Hưng nha. Đây, em cho mọi người xem kỹ hơn nha. Con này là phanh AB, phanh ABS nha. Con này là hơn 33 triệu nhá. Là mình có xe rồi nhá. Chào Nguyễn Hinh, chào Đoàn Thơm nha. Hôm nay em live bên xe số ấy, thì xe ga bên này em chỉ để 1-2 con thôi. Mọi người muốn hỏi tham khảo con xe ga nào như là SH hoặc là AB hoặc là Vespa hay Grand ấy, hoặc Liberty, thì cửa hàng cứ để lại bình luận nhá. Thì bên em sẽ gửi đường link cho mình để mình tham khảo kỹ hơn. Chào tất cả mọi người nha, mọi người chia sẻ livestream giúp em nha. Chào Đoàn Thanh Trường, chào Quang Idol nhé. Đổi thay ơi, cửa hàng làm việc từ cửa hàng mở cửa cả trưa đổi thay nhé, thì bạn lúc nào cũng đến cửa hàng được nha. Chào Vĩ Phạm. Hương Kít ơi, X-Size màu xanh 2018 đây. Kít ơi, cái con xe đấy thì cửa hàng cửa hàng đang không để ở đây nhá, thì bạn cứ để lại bình luận ấy. Cửa hàng sẽ gửi đường link cho mình tham khảo nhá, xe X-Size 2018 màu xanh nha. Đen nhám. Cửa hàng đang có con là 31 triệu 800, đời 2020 nhé.
Đây ạ. Hưng Kiệt ơi, đây cửa hàng sẽ quay cho mình xem con này nha. À không phải. Nhìn luôn, nhìn luôn. À, Quang Idol ơi, đây. Con này là con Winner đen nhám. Phanh ABS nha. Đào Văn Thắng ơi, cửa hàng em đang có Winner X là từ 29.900.000 là có xe. Đời 2020 xe mới đi có mấy trăm cây thôi, xe còn rất mới nhá. Thì anh cứ đến cửa hàng xem xe trực tiếp nha anh. Mọi người hãy đến cửa hàng xe máy Đức Kiên nhé, tại 237, 238 và 289 Ngô Quyền, thành phố Hải Dương nha. Cửa hàng em có hỗ trợ trả góp cho mọi người và hỗ trợ thủ tục sang tên cho mọi người nhé. Tất cả con xe của cửa hàng em đều được bất độc nha mọi người. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây thế. Xe nhỏ bao nhiêu bạn? Phạm Đạt ơi, xe nhỏ cửa hàng đang còn một con là 30.900.000 nhé. Anh cứ đến cửa hàng xem xe giúp em nha anh. Mọi người ơi, em xin kết thúc livestream ở đây nhé. Mọi người muốn tham khảo con xe nào hãy để lại bình luận. Cửa hàng em sẽ gửi đường link cho mình để tham khảo chi tiết cụ thể hơn nha. Rất mong mọi người sẽ đến ủng hộ cửa hàng. Cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ở cửa hàng nha. Chào tất cả mọi người nha.